Đây là nhiệm vụ của nhóm trưởng hồi ác nhân. Ê, Khánh ơi, hai em cậu đang chơi đá banh hả? Có thách gì không nhỏ? Không. Vậy thì đâu có vui, mình có cái này nè. Mỗi lần con nít mà khóc á, tự nhiên ta vui. Lão Bụi ra làm được theo đúng kế hoạch của ta. Ta ghét con nít lắm.